nhiêu tuổi rồi? Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 10 tuổi. Rồi đây là sao? Em con hả? Dạ em con. Em ruột luôn. Em ruột đó, hai chị em nó đó, mẹ nó đi bỏ đó. Dạ. Rồi đó giờ mẹ có về đây thăm lần nào không? Không, không gửi tiền cho con ăn luôn. Là bỏ con là ở với ông ngoại tới giờ luôn. Dạ. Ở với tôi. Ừ. Là chú có đi khám bệnh rồi không con? Không có đi. Không có đi. Ông nói để chết đi, ông không đi. Cứ nói đại đi, cứ nói đại đi. Vậy đó, vậy đại đâu, đập ảnh, xì ảnh chứ nó. Ngon mà nó. Đâu, chú coi, chú đưa con coi. Không có ca nữa. Rồi, cơm này là ai nấu cho chú ăn? Tôi. Tự nấu à, chú tự nấu. Ừ. Chú tự nấu. Ôi dùi, thay nhà thay ghê quá. Linh xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có một ngày vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình nha. Thì hiện tại là Linh và bạn mình đang có mặt tại xã Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Và đi tới đây thì được một người cô giới thiệu cho một cái ngôi nhà của một cái người đàn ông ở trong một cái khu rừng lùm cây tùm. Và nghe cô này nói là cái người đàn ông này sống trong đó chỉ một mình thôi, không có ai hết á, chỉ ở trong đó một mình và rất là nghèo khó. Cộng thêm là cái nhà này thì được người ta góp tiền lại xây, không có điện nước gì hết á cả nhà, một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Thì cũng chưa biết thực hư như thế nào nữa. Hiện tại thì Linh và bạn mình đang nhờ cô đó để mà dẫn vào bên trong ngôi nhà của ông lão đang ở. Thì đây là cái đường đi vô nè cả nhà. Ngay bên cái góc dừa đó thì có thêm một cái nhà bị bỏ hoang nữa. Xung quanh đây rất là vắng vẻ luôn, mà lùm cây không à. Đó, bên đây cũng là nguyên một cái đám lùm cây nè. Trước thì cô đã đi vô gần tới trong nhà rồi. Ngoài này có một cái mảnh ruộng trống lỏng mà biết là người ta chuẩn bị trồng cái gì nữa. Chắc là sắp trồng lúa hay sao á. Sao 18 rồi? 18 rồi, 70 rồi ha. Ừ. Dạ, theo như cô chia sẻ thì ở đây là gia đình như thế nào hả cô? Gia đình nó vui khổ lắm, không có con cháu gì, có mình ơn. À, là chú đây ở đây có mình ơn hả cô? Ừ, ở đây mình ơn, nhờ nhà nước các nhà cho đỡ chút. Rồi không có con cháu gì hết luôn? Có con, đứa nó con, nó đi theo chồng mất rồi. À, đi theo chồng. Ừ. Rồi hiện tại bây giờ hoàn cảnh làm sao? Hoàn cảnh nó khổ lắm, không có gạo ăn nữa. Có đi làm gì được không cô? Đi vậy coi. À, nó chiên má, xì cà que nó đi làm gì ai mướn. Xì cà que hả? Ừ. Là bị có tật hả cô? Hay là sao? Nó tự nhiên nó đau ơn. À, là bệnh ha? Bệnh. Bệnh là bệnh rồi đi không được, dạ. Đi trong gãy. Dạ. À, mấy em chiên nha nói. Dạ, thì bây giờ mình vào trong con trong nhà nè. Dạ. Ờ, cô dẫn dạ, con vô vô trong nhà. Ừ, đêm ngủ tối hù rồi. Đêm ngủ là tối hù luôn ha. Ừ. Không có nữa, không có điện gì hết. Giờ đâu có đi làm gì được hả cô? Không đi làm được. Cho nhiều khi người ta thương đó, người ta đem lại gạo chút định tới nhà cho. Dạ. À, tôi thấy phía trước thì có cái hàng rào bằng cây tạm bỡ nè. Đây là cái ngôi nhà nè. Ở phía trước thì vẫn có một cái tấm bảng á cả nhà. Nhà này là nhà người ta ở đây góp tiền lại để mà xây dựng nên cho ông chú đây ở. Đây có cái hàng rào nữa. Nè mình thấy không? Ở mình ở nó mình thấy không? Nhà gạch bông mình vậy đó. Đâu có ai sang sóc cho. Dạ chào chú. Bông ở nó tội nghiệp. Rồi ơi. À, chú khổ vậy đó. Trời ơi. Không có con cháu lại quét chú, nhà. Chú ngồi đi, chú ngồi ngồi giỏng đi chú đi, được chú ngồi đi. Ngồi đi tụi con vô. Thấy không nhà, có tụi tôi lâu lại lần quét. Quá trời. Nghe lại giùm chú chút đi. Cô là người hàng xóm ở đây hay là bà con gì hết cô? Con bà con trong xóm. Bà con trong xóm này có dòng họ gì với chú này không? Chú bác. Chú bác ha. À, bà con chú bác hả cô? À. Dạ. Trước nhà thì dơ quá trời. Bởi vậy không có con cháu vậy đó. Dạ. Quá trời trước nhà
Dơ quá trời à? Dơ rồi. Còn dơ tí xíu nữa. Rồi không có nước rửa nữa. À. Chừng nào mưa lại mới có nước rửa. Rồi mà mấy đứa trẻ này là sao cô? Con tưởng đâu nãy giờ là cháu của ổng chứ. Cháu của ổng. Cháu ruột luôn hả cô? Ừ. Cháu ruột luôn. Mẹ nó đi bỏ. À là mẹ đi bỏ. Ừ, có chồng khác. Bỏ bao lâu rồi cô? Bỏ lâu năm ấy đó, 2-3 năm rồi đó. 2-3 năm là không quay về đây luôn. Ừ. Nó chị nó điện hỏi thăm thôi, nó không lợi. À chỉ điện hỏi thăm thôi chứ không có quay. Ừ. Quá trời. Thì trước tiên mình thấy căn nhà rất là dơ bởi vì dơ quá trời dơ nha. Rồi. Ở vậy cũng bệnh hoạn không hay nữa. Dạ. Chết ban đêm tôi cũng hay nữa ha. Dạ. Tội nghiệp. Đèn có đi đỡ. Rồi chết nó tối hù đó. Chỉ có đèn pin. Dạ, có đèn pin ha. Ừ, nó có đèn pin. Rồi bây giờ con vô đây con. Vô đi vô coi chụp cho rõ ràng đi. Để con hỏi thăm chú, con hỏi thăm chú xíu ha. Ừ, nó ảnh thôi đó. Nó nói gần nói con không rõ này cà lông đâu. Cho con gắn cái này ha chú. Mình nói chuyện thôi. Ừ, vô mở ta. Vừa người đọc tiếp. Đặt nụ ai hay vậy đó cái đặt ơi vậy đó không. Chú nói chuyện cho rõ. Bà ấy chứ, mấy con chậu ấy chứ mà. Thành luôn cái ổi chứ, túi tới già. Chú bao tuổi nè, tên gì hết chú? Tên là... Thành Huy. Lâm My. Ờ, Lâm My. Dạ, mình là người Khmer. Nó hả? Dạ. Úc. Bao nhiêu tuổi rồi hả chú? 53. 53. 53 tuổi rồi. Hiện tại là theo như người cô chia sẻ thì mình đang sống ở đây một mình ơn trong căn nhà này. Ừ. Không chứ có ai, không ai hay quan tâm. Chứ ở trong vườn. Mình không có điện nước gì xài không chú? Không có. Rồi cơm nước làm sao? Cơm nước nấu ơn, ăn ơn. Nó sao ăn ơn vậy nó. Có ai nấu cho bây giờ? Chú cứ nói đại đi, chú nói đại đi. À, vậy đó, vậy đại tao. Đậm ẹn, xì ẹn chứ nó. Ngon mà nó nha. Không đâu có chú coi à, chú đưa con coi à. Không có ca nè. Rồi à, cơm này là ai nấu cho chú ăn? Tôi. Tự nấu à, chú tự nấu. Ừ. Chú tự nấu. Ôi dồi, thay nhà thay ghê quá. Đây quý vị à, đây là cơm của chú nè. Coi đi, chụp cho còn rõ ràng đi. Trong kia là một số đồ vật dụng thay mà trong bếp đúc á. Nhà mới cắt đó mà vậy đó, dơ dây quá. Nhà dơ không lắm. Ờ, nhờ cho thùng được, thùng hưng nước mưa uống đó. Hồi trưa người ta chưa cho, uống nước thân này nè. Dạ, dạ. Kinh đó, múc chai nước ngọt, đem vô uống. À, cô cho con hỏi giờ chú nói chuyện cũng hơi khó khăn rồi. Cô cho con hỏi là ở chú ở đây là, sống ở đây, đất này là của ai? Đất nhà. Đất nhà. À, có cái nền thôi hay là còn ruộng đất gì nữa không? Không có gì hết, chỉ có cái nhà. Chỉ có cái nền nhà này thôi. Ừ. Dạ. Là hàng ngày là chú đâu có làm gì đâu mà ra tiền đâu đúng không? Cô? Sao? Hàng ngày là chú đâu có làm gì ra tiền đâu đúng không? Không có luôn. Dạ. Nhiều khi đi đường lộ người ta thấy cái nhặt cái nheo vậy người ta cho người dục 20 gì đó. Dạ dạ. Rồi lại mua nước đá nước gì uống. Rồi chú đi tắm ở đâu? Tắm sông đó. Tắm dưới sông luôn. Ừ, nước xịt thuốc nó đó. À. Nước uống. Chú cứ nói đại đi, chú cứ nói đại đi, con muốn nghe chú nói. Ừ, vậy đó. Chú tắm ở đâu? Nước sông. Nước sông. Nãy giờ thấy chú gãi quá trời, chắc là nước nó ô nhiễm, nó dơ phải không? Dơ rồi. Ngon quá. Nước không, thấy không? Gãi không đó. Người ta xịt thuốc mà. Bây giờ nước sông người ta cũng xịt thuốc rồi, cỏ lúa đổ ra ngoài. Ừ. Rồi chỗ nào mà chú nấu ăn đâu, chú chỉ con coi. Chỗ nào nè. Chú nấu ăn đâu. Nè cái lọ. Bên đây hả? Lọ nè. Chú cái lọ đó đó. Trời nấu ở đó đó. Che đừng cho mưa dột vô đó. Dạ. Chú tự nấu. Chỗ này chỗ nấu ăn nè cả nhà. Vậy có cái bếp lò vậy thôi mà cũng bị bể nát hết rồi. Có một cái rồi, vậy. Còn cái nền nhà thì quá trời dơ luôn. Ừ. Rồi bu gì quá trời luôn. Trời bởi vì chú ở đây chắc là đi lại cũng khó khăn nên là không có dọn dẹp gì được hết, trong nhà thì nó bừa bộn vậy nè. Ừ. Đó. Rồi nó bu. Rồi chú ngủ ở đâu đâu? Chú ngủ ở chỗ này luôn hả? Chỗ giường này luôn hả? Ừ. Con thấy có cái phòng rồi sao chú vô phòng chú ngủ ngoài này? Phòng không có gì đâu. Không có gì.
Dạ. Để quần áo đó. Không có gì hết à? Dạ. Bây giờ chú cho phép con vô con có quay cái phòng của chú ha. Vô phòng có gì không á? Chú đi được không? Để mình sẽ vô quay cái phòng. Ở trong này rất là hôi cả nhà ơi. Rồi xin lỗi cả nhà. Thì Linh vừa mới bước vô trong phòng đó thì nó rất là hôi luôn, chịu không nổi cho nên là phải quay trở ra. Quá trời. Thật sự đây là một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn cả nhà. Trong nhà thì rất là hôi. Và chú ở đây thì nhìn thấy là cô chia sẻ nãy giờ cũng thấy rất là, nói chung là cái hoàn cảnh rất khó khăn, không có còn từ nào để mà diễn tả được. Quá trời. Chị bài nấu. Chị ăn cơm chưa? Chú nói chuyện cũng không có rõ cả nhà, nói chuyện không nghe rõ. Con dẹp cái dao đi, con dẹp cái dao đi. Cô tức nấu nè. Tắm nước ở đâu? Dưới sông. Kênh đó. Kênh nó cái đó, kênh ruộng nó, người ta bơm nước vô ruộng đó. Người ta sổ gà. Bởi vì tắm nó ngứa ra, thấy không? Thấy quá trời luôn. Bởi vậy, của nhà nước này, cất nhà mà không cho nước, không cho điện gì hết. Ngộ thiệt. Hỏi mấy đứa bé nè. Con nói chuyện được không? Con nhiêu tuổi rồi? Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 10 tuổi. Rồi đây là sao? Em con hả? Dạ em con. Em ruột luôn. Em ruột đó, hai chị em nó đó, mẹ nó đi bỏ đó. Dạ. Rồi đó giờ mẹ có về đây thăm lần nào không? Không, không gửi tiền cho con ăn luôn. Là bỏ con là ở với ông ngoại tới giờ luôn? Dạ. Ở với tôi. Ở với ông ngoại hay là ở với bà cô? Ở với bà cô với ở với ông ngoại luôn. À. Rồi hàng ngày là con ăn cơm ở đâu? Con ăn cơm với ai? Ở nhà. Ở nhà cô, ở nhà bà cô phải không? Dạ. Rồi ngoài này là ông ngoại ăn cơm làm sao? Ai nấu ông ngoại ăn? Chừng nào có đồ ăn đem lại. À, ông ngoại. Con có đồ ăn đem lại cho ông ngoại con á. À. Quay cái ngôi nhà cho cả nhà xem. Thì cái nhà này nó cũng tương đối nhỏ. Bởi vì nhà này thì người ta hùng tiền lại cất, kiểu như nhà đại đoàn kết á. Và ở bên trong ngôi nhà thì nó rất là dơ và hôi luôn. Linh không có đứng trong đó nổi luôn cả nhà. Vô trong đó là không có đứng nổi luôn. Chú thì không có đi lại được nữa. Đi lại rất là khó khăn. Và hàng ngày thì không có làm gì ra tiền hết, cho nên là ăn uống mọi chuyện đồ đều nhờ cái người cô này. Cô này là chị, bà con, chú bác cũng còn nương tựa nhau để mà sống qua ngày. Căn nhà thì nó bao bọc bởi những cái đám gừng cây vậy nè. Đó, như cô nãy chia sẻ là nếu mà ông chú đây bệnh hoạn thì có chết ở đây cũng không ai hay luôn. Nó rất là tội nghiệp luôn cả nhà ơi. Cô cho con hỏi thêm nữa là chú bệnh đi lại không được là bao lâu rồi? Ra 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi? Ừ. Lại đâu đây mi? Đâu biết năm đâu đây? Gần 2 năm. Ra 2 năm. Trước đó là chú làm cái gì? Lúc đó hồi kia đi được đó phải không? Dạ, hồi đi được là chú làm cái gì? Giặt lúa mướn. Giặt lúa mướn. Làm gì người ta mướn xịt thuốc gì thì cũng đi vậy. Dạ. Rồi tới sau này nó sao đi không được luôn. Ừ. Sao gì làm đó? Ừ. Là chú có đi khám bệnh rồi không cô? Không có đi. Không có đi. Ông nói để chết đi, ông không đi. Chú vợ của chú là ly dị lâu rồi chưa? Vợ của chú đó hả? Ừ. Lâu rồi, người ta bán được đứa con trai tới mười mấy tuổi rồi. Dạ. Gần có vợ rồi. Lại lo cho chú hết. Dạ. Ừ. Thì con hỏi cho rõ ràng để mà nhiều khi
con quay lên đây rồi nhiều khi có người ta sẽ giúp đỡ, người ta cũng muốn biết rõ ràng cái hoàn cảnh đó. Dạ, cái hoàn cảnh của chú nó khó khăn như thế nào để người ta biết để mà người ta hỗ trợ ha. Ừ. Quá trời. Dơ thiệt là dơ, không chỉ chọn ngồi bị không có lo. Tại vì chú đi lại hơi khó khăn cho nên là không có quét dọn gì hết, nhà cửa thì nó rất là dơ luôn cả nhà. Thì như nãy là Linh cũng bước vô tới trong nhà cũng muốn xem thử cái phòng nó ra sao. Nhưng mà khi mà vô tới đó thì mùi rất là hôi và không có chịu được. Thì nãy giờ Linh cũng đã chia sẻ và hỏi thăm cô cái hoàn cảnh của chú ở đây thật sự là rất là khó khăn luôn cả nhà. Nhà cửa và bệnh tật cộng thêm là không có ai để mà chia sẻ hết. Con cái thì 4 người con nhưng mà không có ai lo chú hết, bỏ đi hết rồi. Hiện tại là chú chỉ sống mình đơn độc ở bên trong cái ngôi nhà như thế này thôi. Hai nhỏ đây, anh ta mua củi lại kim củi bán cho anh ta 20.000 đó. Dạ dạ. Thì con mới được có mấy cây. Thì Linh cũng xin phép chia sẻ cái video này đến cho cả nhà xem để biết cái hoàn cảnh, biết đến cái hoàn cảnh này. Thì hôm nay Linh cũng tình cờ chạy ngang thôi và gặp được cô thì cô cũng có chỉ vô đây quay. Thì rất mong là qua cái video này Linh có thể là giúp đỡ được thêm một cái hoàn cảnh khó khăn. Hoàn cảnh này là thật sự là khó khăn luôn cả nhà. Thì mong là nếu mà cả nhà xem được cái video này của Linh, những cái người mạnh thường quân có điều kiện thì có thể là chia sẻ và cũng như là giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của chú ở đây. Thì rất là mong mọi người hãy chung tay để mà cùng với Linh giúp đỡ hoàn cảnh của chú. Thì Linh bây giờ cũng quay trở ra thôi cả nhà. Và cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Nếu như thì Linh nhận được sự hỗ trợ của từ những cái mạnh thường quân thì Linh sẽ tiếp tục quay lại đây để mà chia sẻ. Bây giờ thì Linh xin kết thúc cái video tại đây nha cả nhà.